Hi, xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình lại có mặt tại chợ Châu Bò Bắc Hà nha. Để cập nhật chia sẻ cho mọi người một cái chợ Châu lớn nhất ở Tây Bắc. Chợ đây là họp vào thứ 6 hàng tuần nhé. Các bác quan tâm đến Châu Bò thì cứ lên chợ Châu Bắc Hà là có bán rất là nhiều loại châu bò, bò thịt, rồi là châu giống, bò giống. Đây là những con bê này. Rất là đẹp này. Đây, những con bê rất là đẹp. Đây là những con bê. Người bán rất là nhiều luôn. Con bê, con bò. Bên này thì người ta đi đưa trâu đi đánh, đi chọi như là đi 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 lễ hội luôn. Mình cũng theo sau đi xem là ôi con trâu này 100 triệu rồi. Ai cũng để theo xem rồi. À 100 triệu à? À bây giờ đưa đưa đi chọi ở đâu đấy? À mình sẽ đi theo sau xem là đây thu hút của cả các chị người Tây. Hello, đi xem chọi trâu. Thì sẽ đi theo đoàn xem là con này là người ta bán bao tiền đấy? 100 triệu. 100 triệu luôn à? Con trâu, con trâu này người ta báo 100 triệu. Nên là mọi người mình sẽ đi xem con đi, này. Như người ta dắt đi đâu anh? Đi đi chọi. À, đi chọi à? Ừ. Ồ, sao lại không được? Đây, người ta đi như lễ hội đây này. Các bạn ơi, thì bây giờ người ta có nhau con trâu 100 triệu người ta đang đưa đi chọn đây. Thu hút được rất là nhiều người đi nhé. Giờ mình sẽ theo chân. Hiện tại là người ta đang cho con này đi chọi nhá. Đây con này nghe nói là 100 triệu. Đây người ta đi rất là đông. Mọi người có thể nhìn thấy là khán giả đi xem rất là đông. Không biết con này đi chọi với con nào đây. Nhưng mà mọi người xem chọi trâu rất là đông luôn. Không biết là người ta đi đi chọi với con nào đây. Châu chọi. Mọi người đi xem châu chọi rất là đông nhá. Mình cũng sẽ mời mọi người đi theo sau nhá, đi xem con trâu như nào chọi.
có đánh hay không. Đi như lễ hội. Đi xem chọi trâu. Xem chọi trâu. Con này chọi với con nào không? Con chọi với con nào? Con đi trước rồi. Con đi trước rồi à? À. Cái gấu này chứ. Hả? Cái... Ờ. Ê, anh ấy nói là con đi trước rồi. Con này đi theo sau. Chúng ta sẽ đi đến bãi chọi luôn. Đừng có phát trực tiếp anh nhá. Chú còn là em cầm một túi thịt. Cả đây có những em rất là xinh gái. Mình đi xem chọi trâu à em? Có mà em mà chả biết. À em này chân sống rồi. Mấy em đi xem chọi trâu này. Cẩn thận để ý xe máy nhé. Ờ nhà mình ở đâu đấy em? À đang gọi điện à? Nhà ở đâu đấy? Nhà ở Simacai. Simacai. Hôm nay đi bán trâu à hay là đi đi bán trâu hay đi làm gì đấy? À đi chơi xong là đi xem chọi trâu. Cái chị này là chưa trồng này, tí có khả năng là em bắt luôn về nó rồi. Chưa trồng á? Tí anh em mình bắt nhé. À, mỗi người bắt một đứa. Hello. À người ta mài à sự. Anh chơi thôi không phải đánh tiền đâu mà. To. Thằng này rồi đúng không? Quá tí nữa lại con này đóng trắng lại. Đóng lại là không nhận. Rồi ông ạ. Ta đang móc lại. Con này thì sụp sọ đấy các bạn. Đấy. Sao ấy? Con này chắc tầm này là ở đâu ông? Tầm con này chắc 6 tạ. Cái con đối thủ kia đâu? Đánh ở đây, đánh ở cửa nhà đấy, đánh làm gì? Đây. Rất sâu ở đây. Còn tí thì đây là đang chuẩn bị giao lưu à? Rồi nó rắc. À đây, bãi trên này này. Sắp đến bãi rồi, bãi. Đây có cái bãi rộng. Có khả năng là anh em mình lên trên. Giờ mình sẽ mời mọi người của mình lên trên để xem là đối thủ của con này ở đâu. Đây đã có khán giả đứng chờ ở đây rất là đông rồi. Bãi này thì rất là rộng, thanh thang thoải mái. Đâu đối thủ của nó chắc là chưa. Con này thì người ta đang cho tắm. Em xin một nút đăng ký kênh nhé. Đấy, con này thì đang cho khởi động đợi đối thủ. Thế cái con đối thủ kia đâu rồi? Chưa lên hả anh? Cái con đây em rất xinh mà. Trâu đang buộc kia à? Hôm nay là đi xem chọi trâu. Hôm nay anh bán mấy con đấy? 4 con. Bán được mấy con rồi? Còn một con đấy. À, bán nhiều trâu thế. Đây em
chòi châu thu hút được rất là nhiều chị em xinh gái đi xem chòi châu. Ở đây là những con trâu nghé này. Tầm là tầm trưa rồi nên là ở những con trâu nghé rất là đẹp nhé. Khá là đẹp này. Hello, xin chào cả nhà nhé. Cả nhà mình chào nhau cái nhỉ. Đấy, cả nhà mình chào nhau một cái nhỉ. Chỗ này anh này có con này khá là đẹp này. Yến hơn yến anh để một dao. Con này bao tiền anh nhỉ? Con này bao nhiêu chú? Con này 4 triệu này. Rất rẻ luôn. Rẻ lắm. 47 à? 4 mấy triệu thôi. Rất rẻ luôn. Ba mấy triệu thì nếu bán thích một châu không? Ba lăm đi. Chốt con này không? Ba lăm đi. Con này nếu mà chú không mang đi chọi cái con này chú Con này sừng nó nhọn, to. Đã chơi.